Nếu cuộc đời thiếu những chuyến đi, ắt hẳn cuộc đời sẽ trở nên vô cùng vô vị. Với lúc trước thủy sinh, hội anh em chúng tôi cũng không phải chỉ đơn thuần là chia sẻ kinh nghiệm ở trên mạng hay ở nhà ngắm bể, mà chúng tôi còn có những cơ hội để tổ chức những buổi gặp mặt, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm hay đi dã ngoại. Và ngày 3 tháng 5 vừa rồi, chúng tôi thật may mắn khi có cơ hội được đến giao lưu với anh Nhân, nick Facebook là Lê An, là một người kinh doanh và cũng là một người có tay nghề xếp đá rất đẹp ở xã Hòa Xá, Ứng Hòa, Hà Nội. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Green Happiness và hôm nay là một ngày thời tiết rất đẹp. Hội anh em của hội thủy sinh Biotop chúng tôi có cơ hội đi tham gia một buổi dã ngoại tại cơ sở đá của anh Lê An và chúng tôi đã có một cái khoảng thời gian rất là vui được thử mầy mò tìm tòi và thử tạo hình một vài cái layout, một vài bố cục. Action luôn. Vâng, đây như mọi người thấy đây là loại đá viểm, loại đá mà có cái phần đây gọi là gì nhỉ? Thớ đá. Vâng, chúng ta gọi là những cái phần thớ đá trông rất là đẹp. Và khi đó thì chúng ta có thể sắp xếp và tạo thành những cái phần khuôn hình trông rất là hùng vĩ, bởi vì những cái thớ nhỏ như thế này này, càng nhỏ thì tạo ra một cục trông nó sẽ càng hùng vĩ hơn. Đó. Sau đây thì hội anh em chúng tôi sẽ thử sức sắp xếp một vài bố cục đá viểm. Phải nói rằng đây là loại đá đẹp, tuy nhiên để sắp xếp nó cũng không hề dễ dàng chút nào, nhất là khi chúng tôi chưa muốn phải đập vỡ những viên đá này ra. Chúng tôi cố gắng chọn những viên đá làm sao có sự tương đồng về mặt kích thước này, hoặc là có những cái phần thớ đá tương đối là phù hợp với nhau để ghép nó lại với nhau, cũng không hề dễ dàng chút nào. Đây là một bố cục đá Iwagumi. Chúng tôi thậm chí đã nhổ cả những cái phần cây dại ở ven đường, ven bờ tường để chúng tôi muốn minh họa cho các bạn thấy rằng là việc vào cây với một bố cục đá như thế này sẽ như thế nào. Và các bạn có thể thay những loại cây trong thực tế khi chơi thủy sinh, ví dụ như là chân châu Cuba này, chân châu ngọc trai này, chân châu Nhật này, hoặc là một số loại cỏ. Đằng hậu cảnh có thể trồng các loại cỏ cao, ví dụ như là cỏ ra nong hoặc là cỏ tóc chẳng hạn. Tôi cũng thử loay hoay setup một cái bố cục đá dành cho một chiếc bể khoảng 1m2. Tôi cũng dự định là trồng các loại cây như là trân châu này, hay là dương xỉ, hoặc là bu xếp xen vào những cái phần kẽ đá này. Còn phía đằng sau chúng ta có thể trồng hậu cảnh những loại cây như là vẩy ốc, hoặc là một số loại cây cắt cắm mà các bạn có thể dễ dàng tìm mua được ở các cửa hàng thủy sinh. Hôm nay cũng là ngày lễ 30/4/1/5 và cũng cầu kỳ của cả nước thì mấy anh em quản trị hội Biotop thủy sinh Hà Nội cũng tổ chức chuyến dã ngoại tham quan nhà bạn Lê An đây. Chúc tất mọi người một kỳ nghỉ lễ vui, sức khỏe và đam mê thêm cái bộ môn này. Nào anh em mình cùng vô nhé.
Trước khi về nhà thì chúng tôi đã bàn với nhau về việc là sẽ tổ chức một buổi offline dành cho hội Biotop Thực Sinh Hà Nội vào cuối tháng 5 năm 2020 để có thể cùng gặp gỡ, chia sẻ giao lưu với anh em đam mê thú chơi này. Và nếu các bạn quan tâm, đừng quên đăng ký tham gia hội Biotop Thực Sinh Hà Nội nhé. Video clip của mình đến là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip sắp tới.